Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Trước mặt quý vị và các bạn đây là một chiếc âm ly tích hợp. Nhìn thì cực kỳ là tối giản nhưng mà chiếc âm ly này luôn mang lại cho các audiophile trên toàn thế giới một cái trải nghiệm vô cùng tuyệt vời. Đó là chiếc âm ly đến từ thương hiệu Grifon. Chiếc âm ly này có model là Dibando 250. Nói đến cái thương hiệu Grifon thì tất cả các audiophile đều biết đến, đây là một trong những cái thương hiệu lừng danh được sản xuất tại Đan Mạch. Và ở thị trường Việt Nam thì luôn luôn được các audiophile đón nhận và dành cho một cái tình cảm và một cái điều đặc biệt nhất, luôn gọi là những con sư tử bay. Đấy là một cái tên mà nói đến cái sư tử bay thì nó rất là kinh khủng, rất là hầm hố. Và hôm nay em giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc âm ly high-end, tích hợp high-end, đó là Grifon Dibando 250. Mặt gương bóng. Đó, mặt gương nhìn rất là sang trọng và rất là tinh tế luôn. Mặc dù nhìn nó không có nhiều cái chi tiết đó như những chiếc âm ly cổ, nhưng mà nó là mang đậm chất high-end và luôn luôn mang lại cho người nghe, người nhìn một cái cảm giác rất là vô cùng đặc biệt. Với cái thiết kế là cái đèn hiển thị, đèn led hiển thị ở chính giữa đó, và những cái phím bấm đều làm bằng cảm biến các bác ấy. Những phím bấm đều làm cảm biến. Đây là nút tắt nguồn này, nó tắt tiếng này, và đây là volume này. Đó. Volume khi mình chạm vào đây thì nó rất là nhạy nhé. Đó. Và bên này nó đường input này, đường tín hiệu đầu vào. Đó. Và đây là monitor menu. Và cũng như quý vị và các bạn đã biết thì là đất nước Đan Mạch là một trong những cái đất nước về cái công nghệ âm thanh thì luôn luôn xếp đầu trên toàn thế giới. Đó. Và chiếc âm ly này thì là kèm theo đó là một cái khiển zin. Đó, có gì đâu, cái khiển zin. Khiển zin mà làm tất cả là bằng nhôm nguyên khối hết, và bên trên có tắt nguồn cũng như tắt tiếng, và đường input là đường vào đây, và volume to nhỏ. Đó. Đó, volume to nhỏ. Và những chiếc khiển như thế này thì nó là một cái thương hiệu của hãng rồi, thì hãng luôn luôn dập thêm một cái con sư tử bay ở đây. Đó, có gì đâu, rất là tinh tế và vô cùng là tuyệt vời. Và bây giờ em sẽ đưa máy và quay lại gần hơn để cho quý vị và các bạn cùng trải nghiệm cái độ chi tiết của chiếc máy này. Đó, nhìn rất là vô cùng là tuyệt vời. Đây là phía trên của chiếc âm ly Grifon. Đây, biểu tượng con sư tử bay đây. Grifon. Và bên trên, bên hai hông nó là cái những cái khoang lưới tản nhiệt khi máy chạy nóng. Đó. Và tất cả những cái lắp trên này đều cắt CNC. Đó. Đấy, vô cùng là tuyệt vời. Mặt thì rất là sang trọng và không thiếu đi sự tinh tế. Và bây giờ em sẽ quay cái phần sau để các bác cùng trải nghiệm cái tổng thể chiếc âm ly Grifon 250. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đây là cái phía sau máy của chiếc âm ly tích hợp cao cấp đến từ thương hiệu Grifon Dibando. Đây là cái cầu loa. Đó, các bác. Đấy, đây là cái cầu loa của chiếc âm ly tích hợp Grifon. Đây là cái series cuối cùng. Đây là cái series cuối cùng của dòng 250 này. Đó. Và dòng này sử dụng hai cầu loa. Và cái công suất của chiếc âm ly này là đi 250W trên 250W trên 8 ohm và 500W trên 4 ohm và 800W trên 2 ohm. Đó, một chiếc âm ly thì vô cùng tuyệt vời. Grifon. Thì đây là những cái biểu tượng của hãng, luôn luôn có một sư tử đây. Đó. The Grifon Dibando Duomolo. Đây là các đường tín hiệu đầu vào. Đó, input 1, input 2, 3, 4, 5. Đó, và tap out. Đó, và dòng này sử dụng thêm hai cái đường ba lăng, ba chân ở đây. Đó, vô cùng là tuyệt vời. Model này, Dibando. Con này sử dụng điện 220V đến 240V. Đó, made in Đan Mạch. Đó, Grifon. Và giá chiếc âm ly Grifon
Đĩa ba lô 250 này giá em đang giao lưu với quý vị và các bạn là giá 125 triệu. Các bác gần xin mời các bác qua em tại số 8 ngõ 4 Tô Hiệu Hà Đông trải nghiệm, và các bác ở xa thì em sẽ ship hàng toàn quốc cho quý vị và các bạn. Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng trải nghiệm cái chất âm của chiếc âm ly tích hợp cao cấp Grifone đĩa ba lô 250 này. Xin mời quý vị. Bước anh
trở về, chợt nghe nước mắt rơi ướt trên bờ môi khô. Dù mưa em qua nhưng mong ước đã tan rồi, lạc nhau chỉ để thương đau, yêu nhau để rồi xa nhau. Rồi lúa em qua những mong ước đã tan rồi, lấp nhau chỉ để thương đau, yêu nhau để rồi xa nhau.